Tòa giám mục Phú Cường thông báo về việc ngày khai mạc năm thánh kỷ niệm 30 năm các thánh tự đạo Việt Nam được tuyên thánh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phú Cường. Trong tâm tình mục tử tháng 6 2018, Đức cha Giuse đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phú Cường cùng hiệp thông với toàn thể giáo hội Việt Nam đón mừng năm thánh kỷ niệm 30 năm các thánh tự đạo Việt Nam được tuyên thánh. Sẽ khai mở vào ngày 19 tháng 6, 2018 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11, 2018. Cụ thể, giáo phận Phú Cường sẽ cử hành ngày khai mạc năm thánh vào lúc 9:30 sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại nhà thờ Chánh Tòa. Kính xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tín hữu trong giáo phận sắp xếp công việc để đến hiệp thông tham dự thánh lễ khai mạc. Nguyện xin các thánh tự đạo Việt Nam luôn phù hộ quý cha và tất cả mọi người. Tòa giám mục Phú Cường ngày 15 tháng 6 năm 2018, văn phòng Tòa giám mục.